Thưa quý vị, trong ngày làm việc hôm nay, mùng 7 tháng 6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành đạt và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 14 của kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Theo chương trình, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành đạt đang đàn trả lời chất vấn. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp việc bố trí quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua việc quản lý sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu viện trường đơn vị sự nghiệp công lập cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ việc thực hiện chính sách pháp luật về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Ngoài Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Chiều cùng ngày trong lần đầu tiên đăng đàn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng sẽ trả lời về giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, cùng đó là trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo sát hạch, cấp thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa phó thủ tướng trần hồng hà bộ trưởng các bộ kế hoạch đầu tư tài chính xây dựng khoa học và công nghệ công an quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề liên quan